Fire team, pick. Vâng, xin chào mừng tất cả bạn đến với 23 Creative. Mình là Tomia. Bây giờ chúng ta sẽ đến với game đấu đầu tiên trong kèo bộ 3 giữa team NP và The Wings Gaming. Radiant team, pick. Cũng đã bắt pick được khá rồi. Wings Money nó là Naga, Drow, Venomancer cũng như là Beth, cũng như là Sand King thì đúng hơn. Veno này, Drow này, Naga. Nhìn qua thì có vẻ như ba con này đều liên quan đến cái việc là đẩy nhà khó chịu. Drow và Venom sẽ đẩy sớm với ulti cũng như là cọc của mình. Còn Naga thì là về late game đánh cực kỳ khó chịu. Có lẽ một phần nào cũng là vì đánh với Envy cho nên là họ ban đi Naga thôi. Tôi nghĩ là như vậy. Seconds remaining. Weaver. Dire team pick. Thế còn bên phía NP, họ ba đi hero như thế nào nhỉ? Slada, Rubick, Slug và Razor. Thực sự là bốn hero mình thấy không có gì liên quan nhau cả. Reserve time. Còn bên phía Wings Gaming, họ có bốn lượt pick, đó là Timbersaw, Oracle, Speedbreaker, Weaver. Trông có vẻ như là bốn con hero này sẽ cho chúng ta một cái trận đấu có thể nói là cực kỳ là đẫm máu. Oracle nghe có vẻ giống như là một support thủ, nhưng mà rõ ràng ở những level đầu thì Oracle chẳng có gì ngoài tấn công cả. Spirit Breaker thì là môn đời luôn luôn rồi, cũng đau xong thì đi nhau. Weaver team so sẽ không sang, sẽ không farm quá nhiều đâu, cũng sẽ tham gia được nhau sớm. Theo bên phía các chàng trai châu Âu thì sao nhỉ? Warlock, Ursa, Elder Titan. Vậy là có cặp đôi support rồi. Ursa có lẽ sẽ là đi mid để counter team vừa soi chăng. Lượt pick tiếp theo có thể là một offlane, có thể là một con hard carry. Hãy cùng chờ xem nào. Đang nghĩ khá lâu để đến NV. Sắp sửa hết cả thời gian rồi, chỉ còn 15 giây reserve nữa thôi. Vậy là Invoker dành cho NV. Wow. Đây là lần đầu tiên mà tôi được cam game đấu Invoker được chơi về AE sao mà luôn. Hứa đây là lần đầu tiên luôn. Trong những lần trước thì chúng ta đã từng được chứng kiến những tình huống có thể nói là cực kỳ là AE rồi. Wings Gaming của Body Face Deploy Âu cũng là một điều dễ hiểu thôi. Khi mà đã có Invoker rồi, có ET rồi, cầm thêm cả con voi vào nữa thì có vẻ là có ba nó bị mạnh quá. Five seconds remaining. Dire team pick. NV này anh tự ban đã xe rồi. Nhận thấy rằng đối phương còn một vị trí có lẽ là off lane nữa. Và mình có Ursa thì không nên thả ra còn đang xe làm gì cả. Ngay lập tức là ban đã xe rồi. 5 seconds remaining. Reserve time. 10 seconds remaining. Five
Radiant team, pick. Vậy là lựa chọn cuối cùng của đại đế lại chính là Nick Assassin luôn. Một hero mà rõ ràng là hoàn toàn có thể bị đối phương pick để counter Evoker. Nguyên riêng mình họ chọn Brewmaster. Wow, một hero mà phải 1.000 tỷ năm nay rồi không nhìn thấy xuất hiện trên các bản đồ của Dota 2 này. Đúng là Nguyên riêng mình không thể nào đoán được. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Vâng, vừa phát lại pause ngay rồi, không biết đại đế đang gặp phải một cái bug gì đó. Chúng ta cùng đến với em đấu này nào. Wing riêng mình họ sẽ chơi chiến thuật như thế nào đây? Vậy là Brewmaster đi off lane dành cho Fabian. Blink sẽ cầm team sword mid, Shadow chơi Weaver hát là carry, Isai cũng như là Y á, sao cái tên lạ ấy nhỉ? Isai cũng như là Y là cặp đôi support được chơi hero đó là Spearbreaker cũng như Oracle. Còn bên phía team NP thì đó là Envy và Invoker, MSS chơi Nick Assassin đi off lane, AoE hai cảnh cầm hát carry là Ursa, Rose và SVG chơi cầm đồ support đó là Warlock và Elder Titan. Và cũng như mọi khi thôi, sau tình huống mà TP cầm ward thằng Hanh nữa nghiêng thứ các kiểu thì mỗi team, mỗi mid hero của một team sẽ ăn cho mình một room bounty và không hề có đổ máu đánh nhau ở đâu cả. Ở đây thì đang có một tình huống có vẻ như muốn lấy mạng của Fabian thì phải, nhưng trông hơi khó rồi. Lùi về trụ để cho Fabian thôi. Ở đây thì xu tắp gai lên, nhưng mà ngay lập tức là tất cả các thành viên của Waze Gaming họ stop lại cái gì đang làm, không đấm cho mình hit nữa là nào vào MSS cả. Và cho đến khi mà cái tắp gai gần hết thì bắt đầu mới đánh cơ. Timing cực kỳ chuẩn xác luôn mấy ông này, không có gì để mà nói nữa cả. Hành kinh thật. Team mà so level 1 đã lấy cho mình đó là skill 1 chứ không phải Reactive Armor. Tại sao đi cả một con Invoker tay rất dài lại lựa chọn lại có lựa chọn như thế nhỉ? Cũng chưa hiểu lắm, kia không dùng để có thể farm luôn.
Vương trong này khó chịu không này, cứ liên tục là lao vào chọc đi đối phương thôi. Nhưng mà không sao cả, Oreko đi một tí nữa ăn cây rồi lại đẹp màu ra để kéo tiếp Link Assassin thôi. Mọi chuyện vẫn như là chẳng có gì xảy ra cả. Kéo Invoker đi Vin Dinosaur, tôi nghĩ là không cách nào mà Invoker có thể hạ gục được Dinosaur cũng như là bắt được nhiều spam cả. Và đây rồi, First Blood dành cho đại đề trong tình huống Sunshine khá là đơn giản. Aoi slow vào, Warlock slow đè lên, Sunshine không thể nào có thể trượt được. Lại là một con, wow, Invoker việc nhẹ lưng cao lên cho mình Blind Stone để có thể harass được vào người của team Dinosaur. Vẫn trông kìa. Radiant's bottom tower is under attack. Lên của mình có thể là không thắng được đâu, nhưng mà đại đến hoàn toàn có thể ké được ở những lên khác. Cũng vẫn là ok thôi. Invoker thì không bao giờ là một hero mà cần phải cần thiết đi được cái lên mình đi cả. Đơn giản làm sao để farm được, có đủ item, có đủ level. Rồi sau đó anh làm sao? Đấy, có mình muốn, có vẻ như là anh muốn dồn đam người của Vicky thôi. Và Vicky bị slow thế thì đi đâu bây giờ thì Vicky ơi. Cần lắm dùng Sunshine mà lại là Sunshine chính xác đến từ Invoker rồi. Việc nhẹ lương cao. Mà hơi đen là hết mana rồi. Có lẽ sắp sửa mua cho mình một cái Dirty mang ra để có thể mình mẫn hơn, nhiều spell hơn đây rồi. Đã có luôn cả một máu to luôn. Vừa máu vừa mana, thứ các kiểu. Cái bot thì sao nhỉ, Link Assassin vẫn đang farm thôi. Gần như là không thể nào mà cái mẫu đồ có thể giết con Link này. Với cái việc mà lượng regen cơ bản cực kỳ nhiều, cũng như là mua luôn cho mình cả một cái Poison Shield thì cái việc mà harass hơi khó. Mà từ từ đang nào ở đây thì SVG anh cũng tình huống vẫn dẫn ngủ sau đó ra rune, nhưng phải bỏ mạng lại rồi. Đổi mạng mình lấy mạng, lấy một cái rune bounty. Mà thậm chí là anh không ăn được. What the fuck? SVG, một cái thanh niên mà thực sự là tôi không biết quá nhiều. Vừa công trình muốn xử lý có lẽ là không đang có lắm, nhưng tự dưng lại fit cho heal limit của đối phương. Bây giờ thì cái con team so này là cái 3 điểm đi kia mo được, chắc chắn là trông công em có khổ không? Không biết phải làm thế nào con team so nữa rồi. Mà không phải là 3 điểm mà mới chỉ 2 điểm vào Ricky và Mo thôi á. Vicky trông có vẻ khổ quá nhờ, level 5 chứ các bạn phút thứ 5 rưỡi mới chỉ còn level 3 mà thôi. Pick một con Brewmaster đi off lane, không thể nào mà thở nổi được với cái năng lượng sai nữa rồi. Phải có thiếu check vào mid, nhưng mà check vào mid thì đúng hơn các bạn. Mình cũng giờ lùi về rất sâu rồi. Và từ từ nó nào ở đây, thậm chí là còn giết ngược luôn. Nhưng mà nó đã ngủ chính xác đến từ sinh viên giỏi. Sinh viên giỏi quá, bây giờ thì Blink Dagger anh ấy di chuyển ra, nhưng mà không hề có một điểm nào skill 2 cả. Chỉ ulti và skill 1 thôi, làm sao có thể đuổi bắt được. Không thể nào giết được Invoker này để trả thù người đồng đội của mình. Chỉ đơn giản là harass một xíu máu, lên ra rune rồi quay ngược về mid và farm tiếp mà thôi. Còn Nick Assassin vừa có một tình huống có Sunshine hỗ trợ thì Invoker lấy được mạng Oracle rồi. Còn tất
có khá nhiều team lên top, có vẻ như là họ muốn lấy mạng của con Ursa này. Ulti đã được mở ra đến team của So rồi, có cả cửa rồi, lượng đam chắc chắn là không thể nào thiếu được. Mà thậm chí là dive vào trụ đấm luôn nếu thích này, khi mà vẫn còn mình kêu hết và có Oracle lên một điều két nhẹ nhàng. Level 3 thôi, nhưng mà lượng đam đã là 185 phép rồi. Đây con hero khá là lỗi, thực sự nó rất là lỗi. Ở level 3 nhưng có lượng đam burst ở trong tầm khoảng 3 giây, nó là gần như là 5 lít. Strange to say, Radiant's middle tower is under attack. Dire's top tower is being attacked like nobody's business. Radiant's middle tower is ngay sau khi bị hạ gục thì Ursa chả sợ gì cả, lên top thập tiếp. Không thờ phải ngợi luôn. Lên như mình đến 3 điểm ở shop rồi, chắc chắn là Hiki này sẽ cực kỳ khó thở cái lên này. Mặc dù là có miss, thế nhưng mà nên nhớ thằng Ursa sẽ cắn cho đủ các bao giờ đủ 3 phát không miss thì thôi. Và ở đây thì chắc chắn là không có cửa nào để trốn rồi. Bằng Rose thì cố gắng TP về nhưng mà thường bị bass. Bây giờ thì nó đi đâu nào, có một điểm vào lại là cái S đến Innocent. Nghe tên thì là ngây thơ nhưng mà cực kỳ là vô số tội. Bé bị dồn đam vào rồi. Có miss nhưng mà chỉ cần thêm 2 đấm nữa thôi. Nào vẫn chưa chết, vẫn có vẻ chắc chắn là sẽ đuổi bằng được rồi. Aoi sẽ không thả. Miss cực kỳ nhiều luôn. Vâng, Aoi anh đen quá. Anh đánh gấu nhưng anh đen như hơn cả một con cẩu. Không hiểu tại sao mà gấu nó phải đen như thế này. Trời ơi, hai con gấu đánh nhau một con tát là cứ trượt thôi. Trượt không biết bao nhiêu phát trượt nữa. Trời ơi trời, AOE hai cành. Ở đây thì công ty cũng sơ mốc để đi ăn Roshan rồi. Liệu rằng Wings Gaming có ngửi thấy cái mùi này hay không? Có một con gấu vừa mới chết và ngay tức là không ăn Roshan mà là smoke xuống bot. Có lẽ là cũng muốn Roshan nhưng mà thấy rằng đồng đội của mình đang bị hai con này nó đánh đập vật vã thứ kiểu thì lao ra giết đã nào. Thôi thì Innocent này, rồi tiếp theo là ai đây? Rồi tiếp theo thì là ai sai? Chuyện ai chứ là mày sai. Anh đúng. Và Shadow có dám đuổi vào trụ hay không? Câu trả lời là có, thì chỉ thêm một hit nữa thôi là AT sẽ chết, là Envy chết là cái chắc luôn. Cố gắng ỉa ra một Sunshine trước khi mọi thứ kết thúc, thế nhưng mà Sunshine không trúng ai cả. Và bây giờ thì Shadow, anh vẫn sẽ vào tiếp hay không đây? Shadow anh cũng vẫn vòng quanh Solar, đến 2-3 vòng quanh trụ, quyết định là ăn trụ đã. So nên từ trên chúng mình gọi là mắc điểm vào Whirling Death. Ở bên phía NP thì họ cũng chỉ có một duy nhất một hero là Sở Trang thôi, thì khi mà mắc cái skill này thì sẽ có hiệu quả nhất. Tại sao lại không phải là mắc skill 2 trước nhỉ? Khi mà chúng ta đã nhìn thấy team of So của Miracle thì thường xuyên là mắc skill 2 trước, và rõ ràng đây là cái skill mà đem lại nhiều đam nhất cho con cho Kimber này nếu như đối phương không quá nhiều hero Trang. Toe snap vào đầu của Isai, nhưng mà ngay lập tức là bị chạc ngược lại rồi, đã phải cancel. Nhận thấy rằng không thể lao vào quá trớn như vậy được. Speedbreaker anh ấy đánh, anh ấy vẫn còn trí nhớ chứ không phải là mất trí nhớ của trí dân nữa rồi. Và cái việc mà đối phương có một con panda thì đánh Ursa đơn giản thôi. Chờ bao giờ búp miss rồi, bắt đầu cái gầu ulti lên. Chứ nếu như mà đã mở ulti lên từ trước rồi sau đó ném miss vào thì không có cách nào để giải được cái hiệu ứng nó cả.
Shadow đã có cho mình một cái Dragonlance rồi, và item tiếp theo tôi nghĩ rằng sẽ là một cái cheat thôi. Ở đây thì Blink anh bị dồn đám vào, uống lượng đám là chắc chắn đủ, liệu rằng có thể nào mà làm gì chạy không thể nào chạy kịp được các ulti đến từ SVG luôn. Mà rất nhiều TP ra ở đây, NV đã chết rồi và MSS cũng đi theo thôi, rất nhiều bash rồi, một bash, hai bash, ba bash, thậm chí là con Golem con cũng là đi theo luôn, lấy được mạng của Blink nhưng họ cũng lại phải bỏ lại hai người, đổi một hero limit, lấy một hero limit cộng thêm bonus một con Nick Assassin nữa, một con bộ hùng, trên bộ hùng phải đi theo siêu xảy ra rồi. Trời ơi, trông này vẫn một đấm là có bash luôn, là có thêm bash cho vui này, chưa có bash. Nhưng tôi nghĩ rằng SVG cũng thể không thể nào mà chạy nổi được đâu. Còn Shadow anh sẽ dive vào trụ thôi, chỉ cần thêm một đấm, hai đấm nữa là xong rồi. Vẫn Weaver gã được mạng thì của GS không thành công đến từ Innocent. Ngay tựa tiến hành ăn trụ sau khi giết được support của đối phương và nhận thấy rằng không hề có động thái nào team lên top để ép cả. Có tới 4 hero của NP ở cái boss rồi. Thiết nghĩ họ nên đi ăn con Roshan thì nhỉ. Ít ra thì đổi trụ 1 lấy con Roshan hay không. Thế nhưng mà vẫn chưa đi được tới cái động ngõ nhà Roshan thì làm sao mà kịp ăn trụ đây. Các bạn làm sao mà kịp ăn Roshan đây, với trụ 1 của boss thì cũng chưa kịp vỡ bớ vào nơi cả. Thế bây giờ như thế nào nhỉ? Sẽ là con mắt cực kỳ to, sắp sửa nổ ra rồi. Những người đầu tiên nằm xuống không phải là Blink đã giờ rồi. Bút bất tử đến rồi, cô đang dồn ngược đam lại. Aoi có chết hay không đây? Ulti của Elden mở ra nhưng mà không trúng ai cả. Vì là Blink giờ anh có thể lấy được mạng của Aoi rồi. Và câu trả lời ở đây, Aoi đã chết thì NP họ cắm đầu chặn thôi. Chạy thục mạng được NV tí xíu thôi, đã phải chết rồi. May quá Kenzo chạc vào, lấy được mạng của Speedbreaker. Nhưng Blink Dagger vẫn kêu gào ấy, không sợ gì cả, vẫn tiếp tục nó lao vào, nó lấy được mạng của Nick Assassin rồi. Và NV không còn quá nhiều món Shadow, nó bị Gold Star vào, cần phải lùi về thôi. Không còn ultimate, không còn mana, không còn một tí xíu đâu cả, cũng cạn khô rồi. Thế này thì Wing sẽ chạy được hay không đến một Shadow. Shadow cần thêm một đấm nữa là Shadow sẽ chết rồi. Shadow ơi. Vâng, may quá, regen xong rồi. Đó là sự xích chút nữa thôi là Sunshine hay đến từ NV rồi. Nhưng rất gần nhưng lại rất xa. Có mắt cực kỳ là máu lửa, tỷ số là 19, kèo 10 kill cực kỳ là suýt soát dành cho Wings Gaming ở phút thứ 14 trận đấu. Và điểm qua với Network thì sao nhỉ? Wow, Wings họ là những người đang có lợi thế gần như là 4.000 Network cũng như là Experience. Và ngay lập tức lây lạt đi một tí thôi thì NP đã ăn xong Roshan này rồi. Và họ muốn bắt Vicky và Vicky chắc chắn là phải chết thôi. Không có cách nào để sống được cả khi mà có luôn cả MSN ở đây với Vendetta, với cuộc đánh Mercs Dam, với sợ tàn, với Robert mà là các người các kiểu. Quá đơn giản, Vicky lại một lần nữa phải nằm xuống. Vâng, phải chính xác hơn trong tình huống vừa rồi thì Shadow đã được Timber boost bottle cho chứ không phải là tự regen lên được. Rất cảm ơn mà anh Super Hero đã cho biết thông tin cực kỳ giá trị này. Ở dưới boss thì Aoi cũng đã lẩu xong cho mình cái trụ rồi. Ông vừa nói là lẩu xong rồi thì mấy ông Wings Gaming này Fortify có lẽ cố gắng Fortify để Ursa thể last hit trượt. Nhưng mà không, Aoi last hit cực kỳ là tuyển luôn. Vẫn cứ lan trụ như bình thường thôi. Còn lại tiếp tục đánh nhau rồi, đang dồn đam rồi, Ursa nhìn như tận sát có như khi đánh Giz nghe, tức là đổi sang đánh NV trước đã. NV bốc hơi rồi thì bây giờ Aoi hai cánh có hồi sinh lại cũng chỉ đơn giản để chết thêm một mạng nữa thôi. MSS cũng ở đây, cố gắng điều gió mở còn gạch ra chúng được đánh rất nhiều người rồi. Nhưng mà MSS bị lốc lên có Sentry Wings ở đó và Aisai phải nằm xuống rồi. Và có lẽ Oracle sẽ đi theo rồi. Wow, Shadow ấy đã chết ở trong kia mà chưa kịp dùng ultimate ra. Và Fabian thì không có cách nào thoát khỏi đây được cả.
đi đâu con sâu rồi, trời ơi trông này, trông cái được slow kìa. Cũng bị ngủ lại rồi, đấm đạp các thứ kiểu liên tục nhưng mà stun là miss. Nhưng mà AoE tới rồi, một dậm thôi, Ashok lấy mạng thành công. Và đó là triple kill dành cho Gấu Điên. 4-1, chỉ mất duy nhất đó là Envy mà thôi. Đông kinh không đầy trụ, không hề qua lá xin được cả. Thì tất cả những người khác thì đã bỏ về, cũng có mình MSS ở đó thôi. Nghĩa là một định Assassin, cái lượng đam cũng khá là tinh tồn. Chỉ là 78 thôi, Vendetta này cũng bật lên, cũng không thể là một bonus đam để trụ được. Thôi thì lá xin trượt cũng là cái điều dễ hiểu. Barad Room này sắp sửa có, nhưng mình có chết rồi, sẽ là farm chết thôi. Định Assassin thì tôi nghĩ rằng là một cái Midas tích khá nhiều tiền rồi, 1500 tiền. Tôi nghĩ rằng là một cái Midas thôi, cho nên là một hero khá cần level mà lại không bao giờ gần như được farm cả. AoE sẽ lên cho mình, theo như tôi nghĩ rằng đó sẽ là một cái Desolator thôi. Blightstone và Mithril Hammer 1.300 tiền rồi, không thể nào là một item gì khác được trừ khi lên thẳng BKB. Nhưng tôi nghĩ rằng AoE hai cảnh vẫn liên thế đang có thì anh sẽ lên cho mình cái đề số thôi để giờ đam nhanh hơn bất cứ ai về Wings riêng mình, và đặc biệt là những kiểu Weaver chỉ một stun thôi. Với Desolator của mình thì AoE hai cảnh chắc chắn sẽ có thể giết ngay được con kiến này chỉ trong một nửa nốt nhạc. Rõ ràng như vậy rồi, đã hoàn thành xong những Desolator, lui về regen đã rồi sẽ xuống bot đánh nhau thôi. Có Fortify được mở ra rồi, liệu rằng họ đem được chịu mở từ bot hay không nhỉ? Có vẻ như họ sẽ đem được thôi, nhưng mà có rất nhiều người ở đây rồi. Wow, Shadow tại sao lại có thể tỉnh như thế được nhỉ? Người thầy có một cái mùi gì đó không thơm lắm trong bóng tối. Anh em tức là lùi về, biết rằng có một con bọ hùng đang ở cạnh mình. Một con kiến, một con bọ chắc là cùng dòng tộc với nhau, nên là họ cũng biết được. Biết thôi, nếu như một con đối phương ở gần. Và đây thì có Blink vào, đi ra ngoài cạnh rồi, nhưng mà dậm slow chúng mỗi mình Shadow thôi. Shadow thì anh ấy không bao giờ quan tâm đến những cái slow của đối phương cả. Là một con kiến có tới 1, 2, 3, 4, tại sao chỉ có 4 chân nhỉ? Ok, là một kiến có Shukuchi. Toàn bộ slow là gần như không tác dụng gì cả khi đây là một skill mà luôn luôn cho con kiến này mắc tốc. Brewmaster sắp sửa có cho mình level 11 rồi. Nhưng trông giống như là sẽ không kịp lên level 11 trước khi combat tiếp theo diễn ra đâu. Ai cả Invoker thì mở mid bone ra chỉ để kia quán thôi, nhưng không biết ai mọi người biết làm cho combat này là warlock rồi sẽ không còn gạch để ném ra cho combat này. Và đây, và ở đây Invoker bị dồn đang vào, không còn skill nào nữa cả, đang cố gắng chạy về thôi, nhưng mà chạy làm sao được đây, biết đi được nào. Khi đi em không hỏi thì về em không chào, lấy được mạng của Oracle rồi, đó là tình huống ở xa vừa mới thoát ra khỏi được cái tình huống invisible, cái tường lốc lên ở đấy thì đầu tiếp từng người một nó Shadow thì dồn ra vào khá lớn, không thể nào đánh nhau tiếp được, không còn đánh nhau tiếp được khi mà Blink đã gửi còn quá nhiều máu rồi. MSS bị pass vào rồi, MSS bị dồn ra vào, Blink lấy được mạng của MSS, lại là một con mắt 4-1. Những lần này NP là người mất 4 chứ không phải là người có được 4 mạng. Và không chỉ là một mà các bạn Wing kia mình với Ultimate của Vicky đã lấy tới 2 trụ. Ở một cái ban mà cũng rất là dễ hiểu tại sao được phải hiểu thất bại. Warlock không ra được ulti, đơn giản như vậy thôi. Invoker thì chạy thục mạng về và cũng vẫn chết.
Và Ursa ở AoE thì sẽ chọn mình để sau later chứ không phải là BKB. Vào con bát gặp một con Brewmaster thì chắc chắn là không bao giờ có thể đáp được xuống đất rồi. Một lock, một stun. Hết stun, hết lock rồi, sắp sửa cũng đã xong, lại còn cái lock nữa. Mà ai cũng lên Midas rồi, nhà nhà Midas, người người Midas, Invoker Midas, Warlock Midas. Tại sao mà có những assassin này chơi lên Midas nhỉ? Còn thêm một cái của Barathrum nữa. Nữa là chắc chưa đủ tiền Midas, tôi nghĩ chưa đủ tiền. À không, anh lên Blink Dagger chứ không phải là một cái hand Midas nữa. Nhận thấy rằng game này mà lên Midas thì có lẽ là rất khó để cho Nick Assassin có thể làm được gì được con bác. Vậy là lựa chọn lên thẳng con Blink Dagger. Cùng chờ xem Roshan, mọi người Roshan hồi sinh sau 1 phút nữa mà thôi. Và tôi nghĩ rằng NP sau thất bại trong combat vừa rồi, họ sẽ không muốn đánh nhau quá sớm. Họ sẽ cần thêm item, họ sẽ cần thêm level, họ sẽ muốn có thêm cả khiên Aegis dành cho AoE hay cảnh nữa. 1 phút thì nó chỉ là 2 tên quái, nó rất là nhanh. Pham anh dừng một tí xíu, Pham dừng một tí xíu, Roshan sẽ là hồi sinh rồi. Smoke mở ra, NP họ sẽ đi đâu, họ sẽ di chuyển như thế nào cái Smoke này đây. Chắc chắn NA sẽ là người đầu Veneta rồi. Là một team lên top, một team đi support, cả hai cùng Smoke. Thậm chí là có cả TP để bait. Tôi nghĩ rằng là một tình huống TP bait hàng đến từ Invoker. Ông đội của anh ấy thì ở phía sau, sẽ gọi ở phía trước thì đúng hơn. Có thể scout map có luôn cả một cái ward cắm sát sâu trở lên rồi. Có thể hoàn toàn nhìn thấy được cái tình huống TP ra đến từ Wing phía mình nếu như họ muốn đánh nhau ở trên top này. Thế nhưng có vẻ Wing phía mình họ có một mục đích khác, họ có một mục tiêu khác, họ muốn ăn Roshan này hơn, họ không muốn đánh nhau. Nhưng Invoker đã dùng Sunstrike chính xác và scout được tình huống này rồi, và có lẽ là Wing sẽ phải lùi về thôi. Khi mà đánh nhau trong Roshan Pit với một Elder Titan, với một Warlock thì thực sự là quá khó. Và Envy bằng một lý do kỳ diệu nào đó đã chết ở trên top. Khi mà đối phương chỉ có một Weaver và một Oracle thôi. Trong khi đó AoE cũng đã lẩu được team so rồi. Thôi thì ok, đổi đại đế lấy Timber tôi nghĩ là cũng là lãi thôi. Nhưng mà cái gì đấy tự dưng mà ai sai cũng thì húng chạc, sau đó là cancel ở giữa sông. Có lẽ là cancel hơi sớm thì phải, anh ấy muốn cancel ở khu vực nào đó mà đi về an toàn hơn. Nhưng mà chưa lên trước quang đồi đã cancel rồi, thế là thôi. Lại thêm mạng easy nữa dành cho NP, bây giờ thì Roshan nó hồi sinh rồi. Còn lý do gì mà chưa lao thẳng Roshan biết nhỉ? Spirit Breaker chưa chết đã mua những item rồi. Lựa chọn tiếp theo sẽ là kiếm tăng hình thôi. Shadow Blade dành cho Spirit Breaker. SB chắc chắn phải lên SB rồi. MSS đã nhìn thấy Blink rồi, chỉ có vẻ như một mình anh ấy thì không có thể làm gì được thanh niên kill down này. Invoker cũng sắp sửa có những cái xanh rồi, và khi mà có cái xanh thì hy vọng rằng anh sẽ dùng được nhiều skill hơn cho combat. Từ đấy giờ thì thông thường chỉ có tầm khoảng 2 skill thôi, đệ và cold snap. Tôi chưa thấy có một skill gì khác cho các bác mà anh có thể ném ra được cả. Trong các bác vừa rồi ở The Boss, khi một tình huống death trụ 1 thì
Invoker thêm ra thêm một cái Midbone nữa, nhưng mà đó là cái điều Midbone mà thả ra hoàn toàn chỉ để phóng quái thôi, không chú bất cứ ai cả. Nick Assassin nãy giờ cứ tiếp tục tàng hình và đi scout map thôi, hết cả mana rồi, chỉ có mỗi tàng hình đi scout rồi mà hết được cả mana. Nên nhận thấy là Nick Assassin chạy nhiều như thế nào, chạy mãi không mỏi chân. SB thì đang pha trên top và cố gắng hoàn thành cho mình cái tàng hình thôi. Cũng có scan rồi, nhìn thấy nhau rồi, nhưng mà nghe tức là lùi về. Và Wings Gaming thì lại một lần nữa đang là smoke 4 người. Họ muốn đi tìm ai đó trong khu Roshan này, họ không muốn nhả cái Thiên Aegis này ra cho AoE 2 cảnh. Cũng lại có Sunshine để scam up đến từ đại đế, nhận thấy rằng đối phương nó miss quá nhiều trong bản đồ. Ông cắm được 10 ward ra khá sâu rồi, nhìn thấy vị trí di chuyển của Elder Titan rồi, nhưng họ muốn ai hơn, có vẻ như là họ có vẻ như là họ muốn con Elder Titan thôi. Có lốc lên rồi, nhưng mà đó là lốc vào con tim, vào lốc vào con panda thì mới chạy đi đâu đi con sâu nào. Dồn đam quá nhanh đến tim vừa sò, có track ngược lại rồi. Và đây thì sao, Blink vào và ulti ra nào. Ulti ra đến từ tim, xin các bạn đến từ panda rồi, nhưng mà có một cái ném ra, combat khá là hỗn loạn đây. Mở BKB lên thì Invoker cũng có cái Defensive Blast, có vẻ như là combat kết thúc ở đây thôi. Invoker nó bị đuổi vào, Invoker không bớ nữa, khi đó là Sun 2 thì MSS để hỗ trợ rồi. Mình vào đó lấy được mạng Oracle rồi, thậm chí là team mới so cũng đã đi theo luôn. Hai mạng quá nhanh, thật có lẽ là không phải hai đâu, không chỉ dừng con số 2 đâu. Vicky cố gắng ở lại và mở được máu cho đồng đội của mình. Thế nhưng, Shadow anh không sợ gì cả, anh cũng ở lại nhau luôn. 2-4 luôn, không biết gì phải sợ cả. Và Invoker nó phải lùi về rồi, và NP với 4 người nhưng họ vẫn bị đẩy lùi lại, không dám lao lên đánh nhau với cả một con Weaver quá mạnh mẽ thời điểm này. BKB, Defusal of Blade cũng như Dragon Lance. Ngay khi mà ăn được xong Roshan thì chẳng hiểu vì lý do gì mà Wings Gaming mình nhìn thấy đối phương ăn xong Roshan vẫn còn nần ná ở đó, lại có thêm hai mạng nữa, easy mà trò đùa dành cho AE hai cành. Bia got lie rồi, một con gấu điên với tỷ số là 12-3. Trong cái biểu đồ network thì bây giờ nó là không đáng kể nữa rồi, hoàn toàn là con số 0 mà thôi. Có Thiên Aegis rồi, có BKB, có Deso rồi. Item tiếp theo của Ursa sẽ là một cái búa Bash thôi. Và bây giờ thì tại sao lại chưa đi đẩy nhà nhỉ? Có Invoker, có Thiên Aegis. Nào, đi đẩy thôi. Invoker có dây bay, có hệ xanh rồi. Level 16 rồi nhưng mà chưa lấy ulti. Thậm chí là có luôn cả Blink Dagger ở phần 31 rồi. Farm khá là nhanh đến đi. Thực ra thì cái việc mà cầm cái Invoker và farm nhanh thì cũng không phải là điều quá là khó hiểu, khi mà đây là một hero một khả năng là farm rừng cực kỳ nhanh, nhất là với cái lối lên item kiểu Midas và giày bay thì farm nó là cả bản đồ. Y anh vẫn có, mới chỉ có cho mình 3 điểm ulti thôi. Không, đây là 4 điểm ulti rồi, nhưng mà sao cái chấm này nó lại mờ đục này nhỉ? Ai sai đang vậy, bị nhìn thấy rồi nhưng mà không bị stun, nhưng mà nhiều khả năng sẽ không chạy đâu, và đó là track rồi. Nhưng em tôi mở dòng gai lên, ai sai được vũ bất tử vào, và ai sai chắc là vẫn sẽ chết thôi. Vậy là không đuổi ai sai nữa, nhận thấy rằng mất quá nhiều thời gian rồi.
sẽ mặc kệ cho Speed Breaker để TP về thôi. Và SB nó về nhà rồi, nhưng Wings Gaming họ vẫn muốn đánh nhau ở đây. Và đâu ra anh có gạch, anh có muốn thả ra hay không, phải là không kịp thả gạch đã chết rồi. Ali anh canh dồn ra một người của Weaver, Weaver vẫn còn tham lap, vẫn sử tham lap rồi. Và Weaver đẩy đặc máu quay ngược trở lại đánh nhau, đã có tình Vanda rồi, lốc được một người lên, đó là Lick Assassin. Bây giờ thì sao, vẫn sẽ đánh nhau tiếp hay không nhỉ? Vẫn lại là lốc Lick Assassin tiếp, không để cho đối phương thể ra bất cứ một skill nào cả. Một dồn ra một người SVG, SVG chết ở đây rồi. Ở phía trong thì sao, Ali anh canh mở ulti em lùi về thôi, nên nhớ rằng vẫn còn Aegis không nên chạy được quá sâu. Và cái gì thế này, đây một lần trụ ba rồi, mấy con Wings làm cái gì đây, mấy con Wings ơi, Wings ơi, Wings ơi, Wings ơi, còn cả 5 người. Còn bên phía NP này còn mỗi mình Ali thôi. Ok, sẽ là không giết được ai cả, và sẽ là không mất ai hết. Nhưng đừng vui quá, lùi ra đập trụ 2 thì thế nào. Và có lẽ sẽ không dừng ở đây đâu, họ sẽ làm lẩu tiếp dùng cái trụ 3 này thôi, tôi tin là như vậy. Đã phải fortify rồi. Invoker 30 giây, Lick Assassin 25 giây. Mặc dù còn gạch, nhưng họ chỉ có 3 người. Và ở đây thì dồn 5, thằng Hồng Linh đã gần như một ngày tức là từ bầu ulti lên đến từ Oreco rồi. Bây giờ thì cái hòn gạch này coi như là vô dụng rồi. Thêm một đấm nữa nào, muốn ăn nốt không để golem rồi. Ok, lại lùi lùi về thôi. Lốc ngược và Valtaran lên, nhưng mà đây vẫn còn Weaver TP về được phép ban mà không kịp rồi. Thì SVG có lẽ cũng sẽ bỏ mạng đây không? Không, SVG chưa chết khi mà ngoài này AoE hai cánh đang đuổi Shadow về. Shadow không dám bố nào quá rồi, nhưng mà có vẻ như anh vẫn sẽ chết đây thôi. Đó là một tình huống Blink Stun rất hay từ MSS. Một tình huống Stun không hề có Vision. Đơn giản, đó là Game Sense mà thôi. Lấy được mạng của Shadow rồi. Đó là một mạng mà rất là quan trọng dành cho NP. Khi Wings Gaming vừa đai vào giữa trụ 3 để có thể lấy được mạng thêm 4 người của NP. Nếu như không giết được còn Weaver thì đó sẽ là một cái tình huống mà gần như là gọi là như thế nào nhỉ? Gọi là bị đối phương kiểu vứt mặt đi. Thực sự là bị vứt mặt khi mà nhà cửa kiểu nhà mình còn tới tận cửa ngoài vẫn khóa, cửa trong vẫn khóa, nhưng mà nó vào nó đập két nhà mình, nó lấy đồ. Rồi sau đó nó đi ra an toàn. Nghe rất là sai, may quá cũng bắt được trộm rồi. Nhưng mà thực ra thì có 4 thằng thì chỉ bắt được có 2 thôi, cho nên là những gì mà đã mất thì cũng thường là lấy lại được ạ. Đó là những cái trụ 3. Trụ 3 thì top nữa không còn, và một tí nữa thôi Expose Rex rồi thì chắc chắn sẽ là vỡ nếu như bị combat. Nếu như NP họ thua một combat nào đó ở gần khu vực rừng top, Weaver sẽ lên item tiếp theo cho mình, đó là Daedalus. Hay là một cái Blathorn nhỉ? Tôi nghĩ rằng thì lên Blathorn cũng là hay, để có thể counter đến Invoker. Và Invoker mà bịt mồm vào thì cũng không khác gì món quái, cái lượng đa tay hơi bị to hơn bình thường một tí cả. Và lại là smoke 5 người đến Wings Gaming rồi. Họ đang đi đâu đây? Họ muốn tìm được đối phương. Và họ đang di chuyển xuống boss rồi. Lần này thì họ di chuyển đúng hướng. Và có vẻ như họ đã bị scan rồi. Và họ đã bị scan. Bây giờ mà bị scan rồi mà vẫn chết thì mới gọi là throw die. Và NP họ chui hết trong cây rồi. Blink rất xa nữa luôn. Thế nhưng mà nếu như lộ smoke thì sẽ đoán ra được. Và đã lộ smoke rồi. Thế nhưng không đoán đúng. Hơi đen. Vậy là bắt được một người. Warlock thì mất 10 giây thôi, không có lý do nào để mà chạy trốn được cả. Mất Warlock 50 giây nữa mới hồi sinh, vẫn còn phải bay. Có lẽ cũng là không sao cả, đó mình hứa mất một con support số 4 thôi. Và quái các lane cũng đẩy rất là cao. Cũng gần như là một cái mạng mà Wings Gaming họ lấy được, nhưng mà họ cũng không đổi lại được cái gì cả. Khi lại đến sau thấy khả năng thậm chí đang còn sử dụng cái Ghost Box để chạy cho nhanh và mid.
under an extraordinary amount of stress. Chuyển xuống vòng sau rồi có luôn từ Rune D đến Nữ Y lại D rồi, và bây giờ thì không thế mở Rune D ra có vẻ như anh ấy cắt quái thôi, không hề có muốn đánh nhau ở đây. Có lóc ở đây một Seeker vòng sau nè, nên nhớ rằng bây giờ Y lại đến không có quá nhiều skill đâu. Ông mở lốc lên rồi, lốc được hai người nhưng mà không hề có skill nào thêm cả. Ông nít xa được một con đó là Panda, nếu tôi mở ulti ra và có vẻ như anh ấy chết đấy thôi. Ông bị giữ lại rồi. NV một đấm hai đấm nó chính xác nhưng mà NV đã chết rồi. Không còn những Joker nữa thì bây giờ đánh nhau kiểu gì nào, đánh nhau thế nào đấy, đâu cũng sẽ chết thôi. Chưa chết nó ném được gạch ra, disable được hai người. Nhưng mà Shadow ấy mở ulti lên đây ặc máu lùi ra phía sau. Innocent có lẽ sẽ chết thôi, ở đây mở BKB này thì đến từ AoE 2 canh và lùi về rồi. Mất hai người, thậm chí là Warlock vẫn chết không thể nào chạy nổi được. Berlin vào đến từ Berlin và ở đây thì em xét cũng sẽ đi theo người dụng của mình thôi. Innocent cố gắng, không Innocent anh em đi sang nhầm rồi. Anh biết sao mà con quái chứ không phải là bảo AoE 2 cảnh. Và thế là thôi, AoE 2 cảnh sẽ giết tất cả ở đây rồi. 4 người của Wings Gaming phải chết và thậm chí là Shadow cũng không thể nào sống nổi. Một cái bát 4 đổi 2 trông thực ra là 4 đổi 3. Khi mà MSS nó phải bài back ra trong tình huống đó. Và Roshan thì vẫn chưa có. Abyssal Blade được hoàn thành trên người của Ursa rồi. Và nên nhớ rằng Shadow anh không lựa chọn cho mình Legion Sphere thì hoàn toàn thể burst đám chết ở đây trong tình huống solo kill. Và liệu rằng thành công hay không, lâu rồi mở chắc chắn là sẽ giết được thôi. Tương băng ra rồi, không còn tí xíu mana để chạy đâu nữa cả. Không thể làm được bất cứ một chiêu trò gì. Invoker cuối cùng nên nó thể hiện khả năng của mình rồi. Một solo kill được con support số 5 của đối phương. Bravo! Chứ các bạn, support số 4 thì đúng hơn, support số 5 thì quá đáng. Nhưng mà support số 5 là con Oli Poker. Wow, AoE 2 cảnh nhưng vừa thì ông Blink vào và giết ngay được con Oli Poker rồi. Bây giờ thì sao nhỉ? Vâng, Shadow anh chị mở BKB thì em bị lâu lên mà không kịp lên. Bốc hơi luôn, không kịp mở BKB đến từ Shadow. Và đó là bài bách ra dụng tham lap rồi. Mà nên nhớ rằng đã dụng tham lap thì có thể đánh nhau, không thể nào dụng tham lap để hồi máu được nữa. Thế nhưng mà họ vẫn muốn đánh nhau ở đây. Và họ muốn đánh mạng con gấu điên này. Và gấu điên sẽ chết là cái chắc rồi. Con gấu điên không thể nào chạy được. Nhưng mà tưởng bằng 2 Evoker để có thể mở đường cho toàn bộ những người khác chạy được. Mất 3 người, một bài bách ra mà chỉ giết được mỗi một mình AoE 2 cảnh thôi. Có lẽ là một tình combat lỗ dành cho Wing. Sau tình huống vừa rồi thì Weaver đang khá là nghèo rồi. Đáng lẽ ra có tới gần như là 4.000 tiền có thể mua được thêm cho mình với Daedalus luôn trong khoảng 6 đến 5 phút thôi. Không, chỉ với hai mạng chết một lần bài bay ra, bây giờ anh lại nghèo rồi. Item gần như bị trứng lại vì 10 phút gần đây rồi. Wing thì mình họ muốn có con Roshan này, họ muốn có Aegis cũng như là Cheese ở đây, thì nên nhớ rằng NP có Warlock, có Eld Titan, có Evoker rất khó để ăn con Roshan này. Và nếu như không cẩn thận thì hãy nhìn xem lượng máu thành viên của Wing thì mình không quá nhiều đâu, nhưng Blast trúng được Roshan. Đến Y Sama không quá bất ngờ, nãy giờ thì gần như là như Blast vẫn chưa. Ở đây thì muốn đánh nhau rồi, rồi đám cả hai ông đều bị sơ tan của Nick Assassin. Vâng đó là một thả gạch hay thì đâu có thể delay được thì huống lao vào đến hai thanh niên này. Và AoE 2 cảnh xích chút nữa thôi lại lấy được mạng của Shadow rồi. Nhưng mà may quá đó là Oracle đi của move của T-Lane. Và đây thì chắc chắn là sẽ giết được Fate Vian thôi. Vicky đã chết rồi, không còn Panda nữa, không còn Ultimate của Panda đèn Blue Master nữa. Quân chồng kìa, cái tình huống chúc kinh không thể nào hay hơn được. Tại sao có thể thoát được tình huống đó nhỉ? Không thể hiểu nổi. Innocence anh ấy không hề chết, chỉ mất một mình, chỉ mất một mình Panda thôi. Nhưng như thế là quá đủ để AoE 2 cảnh ăn con Roshan này rồi.
Invoker cầm Aegis, người cầm Chase đó là AoE hai cảnh. Ai sai thì nhìn thấy rồi, ngay lập tức là dồn đám cực kỳ kinh khủng vào đến Ursa mà Linh Assassin đánh nhẹ nhàng một cái mâu mà cái S mạng quá là tuyệt. Thì mà so với lượng item có thể nói là cực kỳ nhiều, thế nhưng mà trước những cú tát cực kỳ đau đớn của Ursa trông cũng chưa tanh lắm đâu. Thực sự là không ai có thể chịu nổi lượng đam đến với Ursa thời điểm này cả. Còn đây thì có vẻ như là ngửi thấy mùi thì đó, AoE hay cảnh lùi ra cũng không lao lên nữa. Đẩy quái lên rồi tính sao. Shadow đang bị slow vào đến từ Ghostwalk rồi. Anh biết được có Invoker ở đây. Nó mở lông lên là chính xác rồi, có cả đường băng ra nữa. Nhưng nó mở BKB và TP về thì Shadow. Đánh rất cẩn thận. Đánh rất cẩn thận khi mà biết rằng mình không còn bài bách nữa. Thì Primrose Everdeen đã sắp sửa có cho mình một cái gậy xanh rồi. Chỉ còn thiếu tầm khoảng 400 tiền nữa thôi. Không, Warlock không lên cho mình gậy xanh mà có vẻ như sẽ là một cái Lotus Orb. Tôi nghĩ như vậy. Nếu mà lên Shiva hay lên Kuras thì nghĩa là cục quá. Rõ ràng đây là một support mà. Đã có luôn cho mình một cái Lotus Orb rồi, không hề nghèo đói trong Hunger Game. Mặc dù mang tiếng là support số 4 nhưng hiện tại đang được gần như coi như một core hero ở vị trí số 3. Nick Assassin sẽ không farm tí xíu nào cả. Elder Titan thì khẳng định là không được farm nữa. Tất cả mọi thứ đều để dành cho Ursa, Invoker và Warlock thôi. Đây thì có dồn đam vào người của team Mersor và liệu rằng có chạy về hay được hay không đấy. Vừa nay Abyssal thì có ngay một cái lông dài để cứu mạng cho mình rồi. Còn Ini vẫn đang đánh rất là đúng phong độ của mình và AoE hai cánh mà vẫn còn BKB, vẫn còn Chase. Có lẽ là sẽ không có điều gì xảy ra đấy cả. Không vẫn có, MSN đã chết rồi. Warlock đem gạch xuống Invoker thả một cái Deathling Blast trúng vào hai con đệ của Panda thôi. Và Panda anh còn có một người thôi, may quá không chết rồi. Đó là hết ứng Ultimate và trở lại trong dấu tờ. Và AoE hai cảnh, anh có chết, anh đã cắn rồi, AoE cảnh phải bỏ mạng ở đấy thôi. Tiếp tục là sao đây, Invoker nếu chạy được hay không. Mở ulti lên đến từ Oreco, có thể bảo kê, để có thể tự bảo kê cho bản thân mình. May quá có thêm cái lốc ra và Invoker lấy được mạng Oreco kìa. Có phải như cái lốc Woover nó trúng người Oreco hay không nhỉ? Một combat được xảy ra ở rất xa nhà bên phía NP. Thế nhưng ở Mỹ thì quái đã dồn vào đến nơi rồi. Bây giờ thì Shadow anh không cần phải để quái trên top nữa, lao thẳng vào đập trục thôi. Cũng lock, sau đó là Deafening Blast combo chỉ đơn giản là để câu kéo thời gian thôi. Nhưng mà Shadow anh đánh rất cẩn thận, mở BKB lên luôn rồi. Và Envy bị phá Lincoln rồi, Envy đã bị dồn đam vào. Envy sẽ chết ở đây hay không? Envy anh có một tí máu thôi, may quá được 4 star về. Envy có thể sống nhưng mà Rex chắc chắn sẽ mát rồi. Ai sai được cố gắng câu thì ra đằng trong. Nhận thấy ai sai sắp chết rồi, còn một cái Wings đuôi về. Đó là một tình huống cố tình lao vào feed đến từ Spirit Raker. Tôi khẳng định là như vậy. Surface Created ăn được một rain rồi. Chỉ các bạn ăn được một nửa lên rồi chứ đúng hơn, chứ không phải là cả một lên. Khi mà Rain Strike cũng còn một tí siêu máu nữa. Nhưng tôi mới hết hồi sinh rồi.
Invoker sau khi có thêm một slot nữa thì mày ghi sẽ hết giờ để lựa chọn cho mày tập tiếp theo, đó là Octarian Core. Cũng dễ hiểu thôi. Invoker gậy xanh Octarian Core sẽ luôn luôn là một cái giấc mơ cho bất cứ một player nào thích chơi Invoker này. Cooldown Invoke sẽ chỉ còn 1,5 giây mà thôi. Combo thường sẽ là 4 skill. Và nếu như có thêm nếu như mà có thêm được cả Odin còn thì sẽ là combo 5 skill. Mà từ nãy đến giờ tôi nhìn thấy là cái ông Ihi này combo linh thanh tinh thôi, có lẽ cũng không ra đến 5 skill đâu. Mà có ra được chắc là cũng không chụp quá nhiều người. Tôi nghĩ rằng anh ấy cần phải chú tâm vào chất lượng hơn là số lượng. Khi mà từ nãy đến giờ nhìn ra skill chẳng liên quan gì nhau cả. Lốc lên này, rồi phun rơi xuống thì blast này, xong rồi sau đó đổi ra skill gì ném skill đấy thôi. Thực sự là chưa có quá nhiều liên quan đến cái bộ combo của Invoker này. Có scan đến The Raiden rồi, họ biết là đối phương đang ở dưới trong nhà mà thôi. Và đây thì Envy bị phá linh kèn, Envy bốc hơi một nửa luân nhạc rồi. Có gạch ném ra cũng đang dồn ra người Panda, nhưng Panda đã mở ulti lên rồi. Thậm chí không cần blink luôn mà mở ulti ra để khỏi chết. Nhưng liệu rằng có chết hay không nhỉ? Mỏ qua cái việc đó đã có kịp một giây không chắc mà đến từ đó là Showdown. Và đây thì có lẽ là chiếc Invoker không hề có buyback thì mấy người muốn mình có bên co thế là quá đủ rồi, sẽ thêm một lên cũng thôi. Vậy là Fifty anh cũng không chết luôn. Và thế là thôi, hai lên quá easy rồi. Không cách nào để đáp được nhưng không Invoker. Và MSS không cẩn thận cũng là chết luôn ở đây này. Nó rõ ràng như thế rồi, AOE 2 canh dồn ra người Shadow nhưng mà không kịp chết rồi. Buyback ra đến MSS lại một người anh và buyback. Quá là khổ trời ơi con. Offlane không được farm này. Ăn được 2 Mirax rồi mở WKB đến cho Shadow. Anh ấy muốn lấy mạng bài đài back của MSS nhưng đó là dồn đá quá nhanh đến từ AOE 2 cành và không thể nào cứu kịp đến Oracle. Và ở đây thì vẫn đang có đánh nhau không? Kiều Đào đang giết tất cả đây rồi. Buyback ra đến từ Elder Titan. Bị đi sang AOE 2 cành mở ulti lên để giải và đang cố gắng đuổi theo Innocent. Giữa Innocent mở gậy Ghost lên nhưng mà đó là không thể nào sống nổi. Burst down quá nhiều. Một Burmanal, một Ashok thôi. Lên bảng đếm số tiếp. Vậy là ba người Wing siêu mình phải nằm xuống và họ hạ được khá nhiều người về VNP. Đó là bộ, xin lỗi các bạn, đó là ba người và hai cái buyback cũng như là một Mirax nữa. Silver Edge được hoàn thành trên người của AOE 2 cành rồi. Ở đây thì đang có một tình huống mà không hiểu lý do gì mà có một con Warlock cứ đứng đẩy quái thôi. Rõ ràng là đội ở sau lưng rồi. Biết điều này khi đang là người ta lùi về. Nhất là khi mà đội anh em còn tới 3 người đếm số cơ. Không thể đánh nhau thành nhiều huống như thế này được. Chẳng lẽ là 2-5 quá đáng quá. Nó đẩy ngược lại luôn. Với phía Wing riêng mình nên nhớ rằng Shadow anh cũng không thể có buyback đâu. Someone must be very pleased with themselves. AOE đang bị check vào nhưng mình anh ấy có blink, anh ấy có kiếm tăng hình, có lẽ rằng ai sai sẽ bỏ thôi. Không thể đuổi kịp được nữa, nhất là khi mà không hề có bất cứ một cái skill, không hề có bất cứ một cái gì để phát hiện tăng hình được cả. Roshan đã hồi sinh trong khoảng 2 giây nữa thôi. Và cả hai team đều biết điều này. Thế nhưng Shadow với lực đam khá lớn của mình liệu rằng có kịp phá, có kịp giết xong Roshan này khi chắc chắn là không kịp rồi. Không thể kịp giết Roshan này trước khi NP ra nơi khi họ có lợi thế về địa hình. Họ là team Dire. Di chuyển Roshan cực kỳ nhanh mặc dù là không có bất cứ một chủ ngoài nào cả.
Và nên nhớ rằng NP hoặc Arosha này sẽ cực kỳ là nhanh thôi. Mọi nhìn thấy con gà rồi, tí nữa là bắt con gà này. Và bây giờ thì phải khiển cho cẩn thận. Khiển cho cẩn thận, không là chết con Unicorn bây giờ. Bọn em sẽ xét mở cho mình Vendetta lên, nhìn thấy ai sai rồi. Ngay tức là stun vào và đó là dồn đạp ai sai ngay được búp. Oracle ulti lên, một con gạch được thả ra trúng khá nhiều người. Và Rose anh sẽ phải lên bảng sau khi mà thả hòn gạch ra rồi. Nhưng ai sai sẽ đi theo thôi. Lốc đến từ Invoker, đó là Deafening Blast chúng không quá nhiều người. Thế nhưng đã lấy được mạng luôn, đó là ba người. Rồi Shadow cũng đã phải chết mà không mở ulti ra ở đâu đó. Bốn người Wings phải nằm xuống và bây giờ thì đuổi theo Vicky. Vicky chạy đâu đây? Vicky, anh có Blink Dagger nhưng mà liệu rằng con né được săn không? Con né được săn này. Và có lẽ là sẽ đi về được đấy thôi. Có đi về được hay không? Đây, với cool down Blink xong rồi, bằng Blink ngược lại luôn. Bốn người của mình phải chết và không lấy được bất cứ một cái mạng nào cả. Nhưng họ lại có lợi thế về lên. Ở trên top đã phải quái phá nha Hakimi cái range rack rồi. Và mid thì cũng sắp sửa bị nốt này nếu như mà không phải đẹp. Thôi thì từ từ Atosha nữa nào. Bây giờ thì có lẽ là Ui hay cảnh thì sẽ bỏ giày ra chắc. Thưa các bạn, trong những vừa rồi thì Mage NP cũng bị chết, đó là Overlock. Chứ không phải là Wing sẽ bị lấy ai cả. Wow, phải là Aegis dành cho Overlock và Cheese dành cho Elder Titan. Ursa sẽ không bỏ cái item nó ra cả, thì mình vẫn còn đủ tiền để bài bay. Invoker cũng vậy. Sắp sửa đến lúc có lẽ Invoker sẽ bán cái Midas và lên cho mình một cái Refresher Off thôi. Invoker bây giờ gần như là đã max rồi. Lên thêm cho mình Refresher Off nữa là không thể to hơn nữa. Invoker chỉ đến thế là hết. Thực sự là như vậy. Mặc dù là những anh tiếp theo có thể lên được cho mình một cái Musha hay là gì gì đó nhưng... Wow, vậy là không. Anh quyết định lên cho mình cái Hex. Khi mà nhận thấy rằng RO không phải item mà cần thiết ở thời điểm này. Với một cái Hex thêm một disable nữa, có để dồn đam thẳng vào đầu Weaver thì luôn luôn là sẽ giết được Weaver và không bao giờ có Weaver này có thể mở được BKB hay là ulti gì cả. Shiva lên lao thẳng vào người đối phương, Vicky cũng linh vào và trước khi mở ulti ra thì mạnh quá, cái Invoker lại lốc lên và thế là có khi là cứu, không không phải là không. Vẫn lấy được mạng của Panda khi mở ulti rồi, ai sai cũng đã phải đi theo, Boop bất tử lên dành cho team Mersaw và team Mersaw có thể lùi về thôi. Wings thì sao, buyback ra đến từ Panda rồi. Đã lấy được hiện Aegis, thế nhưng chỉ còn 4 người thôi, bây giờ Wings sẽ phải lùi về. Shadow có thì mình luôn nên đây. Đây là lý do tại sao mà muốn đánh nhau rồi. Vâng, sẽ là đánh nhau tiếp hay không đây? Ông Aoi hay cành đang bị dồn đau và rất đau. Aoi hay cành có chạy đấy không đây? Mở Shadow Blade lên và lùi về, nó có cách để ném ra nhưng mà lại là lốc đấy thì Invoker. Envy, Envy chết ở đây rồi, anh vẫn còn bye bye hay không? Mạnh quá nhờ, trông cái ông Timber, trông cái ông Panda đánh có hay không này. Berlin vào đến từ Warlock để làm cái gì đây? Ông Shadow anh ấy đã được cứu rồi. Một tí nữa thôi thì dồn đam vào là chết, mà may quá con lốc thẳng vào đầu của Ursa và không thể nào giết được con Weaver này. Và Ursa anh có kiếm tàng hình không có cách nào nhìn thấy được cả. Ông Jam ở dưới đất kia mở Jam, lấy Jam, lấy Jam, đuổi theo lấy Jam, bắt gấu nào. Vậy là combat mất 4 người bên phía NP khi mà họ mất cả một cái buyback nữa. Và Invoker nó phải buyback ra rồi. Tôi nhận thấy rằng đối phương có tới 4 người. Chỉ chết mỗi Spirit Breaker mà thôi. Vâng, bây giờ thì sao nhỉ? Xuống thẳng boss nào. Ăn thẳng trụ nào, pha nốt lên còn lại thôi. Vâng, có một combo có thể nói là không thể cười hơn thì Denvy. Ở phía sau thì có vẻ như không, có vẻ như là cộng hưởng chắc chắn là sẽ lấy mạng Innocent rồi. Biết rằng Innocent như thế là đã đủ để chết. Aoi chỉ cần đi về. Vậy là mất Jam. Ngay sau khi lấy Jam thì NP họ đã phải... Xin lỗi các bạn, Wings đã phải bỏ lại Jam đó. Và ngoài cái việc mà lên Hex có thêm Disable ra thì tôi cũng nghĩ là lên RO không phải là lựa chọn hay, nhưng mà các bạn cũng biết là In-E thì anh ấy cũng một phần trượt thôi.
Phải công nhận là cái combo mà không biết phải nói thế nào về combo tình huống vừa rồi. Aoi hai cành đã phải bỏ đi Sola và đổi bằng một cái Monkey King 3 rồi. Khi Shadow đã có cho mình một cái Talisman of Evasion, cũng như là con Blue Master đánh cực kỳ là khó chịu khi mà cứ nhẹ đầu con Blue. Chứ các bạn cứ nhẹ đầu nơi xa là thả ném bia thôi. Nick Assassin nghèo quá, phút thứ gần như là 60 rồi nhưng mà vẫn chưa có hệ xanh. Level thì cao nhưng không có bất cứ một cái item nào cả. Bây giờ thì NP họ mất trắng hai lên rồi và chưa hề lấy được bất cứ một cái trụ 3 nào từ đối phương, thậm chí là trụ 2 thì boss của Wings Gaming vẫn còn luôn. Mà để mà chiến thắng được game đấu này thì anh một mình ơi hai cành chưa đủ, chứ bờ vai của anh ấy cũng chỉ có thể cánh team một tới đó thôi. Envy thì phải chơi hay hơn. Nếu như Envy vẫn cứ đánh như này tôi nghĩ rằng rất khó để NP có thể chiến thắng được trong game đấu. Sử dụng Blast để clear quái thôi. Hy vọng tính nữa thì NP sẽ có combo chính xác hơn. Nãy giờ thì cứ toàn là lốc để bóp. Và combo thì trượt. Đó lại là Smoke rồi. Ở cái tiểu late game này thì Smoke sẽ cực kỳ giá trị khi mà cả hai team không còn quá nhiều. Nó đã lộ Smoke ra rồi, game cứ đập link đến từ đâu nhưng mà vâng thảm hơn cái chỉ trúng vào nỗi mỗi panda thôi. Thế là thế nào đây, ngay lập tức là lẩu xong ngay con gánh đấy rồi và lẩu luôn cả đệ cả bố cả ngố của con người là chết. Một lốc ra nhưng không cứu được ai đến từ Invoker cả. Thậm chí đó là một tình huống mà không chứ các bạn không thể là giết qua lốc mà nó là giết NA rồi. Ở đây thì Aoi hai cành ấy vẫn còn Shadow Blade phun ra 8 giây nữa liệu rằng có chết hay không. Đây Aoi hai cành nghĩ là không thể nào được. 4 giây là quá lâu lực la của Shadow. Hai người chết mà không có bye bye. Tôi nghĩ rằng game đấu kết thúc ở đây thôi. Ursa anh ấy thiếu 20 tiền nữa để bye bye. Thế thì có lẽ là game đấu sẽ kết thúc nhưng mà 10 giây nữa thôi sẽ có bye bye rồi. Chắc chắn sẽ là bài bách ra để combo để đánh nhau lần cuối nào. Hoặc NV mở lốc mở EMP ra. Đó là một hướng dẫn thủ hay để có thể combo cùng với cả Invoker. Nhưng NV ở đây có lẽ nhận chết NV hơn. Mở Ghostwalk nào. Vậy là không chết, bài bách ra đến từ AOE 2 cảnh, may quá. May mà còn cái Foxstar của đất công thì có lẽ NV không nhận chạy được mình hôm đó. Bây giờ nếu như Aoi hai cành ấy chết thêm một lần nữa thôi sẽ là GG. Blink thẳng vào đến Aoi hai cành chưa mở bình lên đang bị burst đam khá lớn rồi. Ông máy quá lại có Foxstar tiếp về. NP đánh rất hay những Foxstar của mình nhưng Rose, Primrose, MD đã chết đây rồi. Hôm nay thì Hunger Game. Và bây giờ thì sao? Vẫn có bye bye, vẫn sẽ là 4 đánh 5 thôi. Thậm chí 10 giây nữa sẽ là 5 đánh 5. Aoi hai cành mở bình lên nhưng mà đang bị cài nhưng bắn chưa bớt một người của ai cả. Vẫn chưa đánh được ai hết. Dồn đam vào người của team mở ra không nên nào. Mở ulti ra đến từ Elder Titan. Thế nhưng ở trong này đang có tình huống mà ulti ra dồn tất cả mọi người lại rồi. Thậm chí là ai sai cũng không chết luôn ở phía ngoài thì Shadow cũng đã lấy xong tất cả mọi right của NP rồi. Và Aoi chết đây. Tôi nghĩ rằng đây là lúc để gọi GG rồi. Mega Creep, Hard Carry không có bye bye. Invoker cũng sắp sửa đi theo rồi. Invoker thì chưa chết nhưng mà Invoker. Ok, Invoker về nhà nhưng tôi nghĩ đây là chi thôi. Từ nãy giờ thì nên nhớ rằng Shadow anh chỉ dập nhà thôi. Anh chẳng quan tâm gì đến kia đâu đối phương cả. Thậm chí còn lao vào lấy cho mình 4 set 2 dập nhà thì nhanh hơn. GG well play. Chiến thắng thành Wings Gaming ở một trận đấu hơn 60 phút.